chặt các bạn đứng tin nhanh 24/7. Chọn mô tô 150cc mới nhất trong nửa cuối năm 2020 với tầm tiền từ 80-90 triệu đồng. Trong cái tầm giá từ 80-90 triệu đồng hàng ngày, các dòng xe được trang bị cho mình có động cơ 150cc cực kỳ nhiều và đáng chú ý nhất từ các dòng xe đến từ cái xứ Nhật Bản. Với những ai yêu thích cái sự ngã ngoại bằng xe máy, các dòng xe 150cc thường được ưu tiên nhiều hơn khi đáp ứng được rất nhiều tiêu chí về cái phần động cơ, dễ dàng điều khiển và có tính hữu dụng cực cao. Trong cái tầm tiền từ 80-90 triệu đồng hiện nay, người Việt Nam đang có rất nhiều cái sự lựa chọn, nhưng đáng chú ý nhất chỉ có 3 mẫu xe gồm Honda ADV 150, Yamaha XSR 155 và Suzuki Intruder 150 2020. Honda ADV 150 2020. Cái mẫu xe Targa điển hình của nhà Honda được các lý tư nhân đưa Việt Nam cách đây gần được năm, trở thành một cái tên hấp dẫn cho người dùng nhờ vào thiết kế hiện đại thể thao. Vào thời điểm vừa mới về nước thì mức giá của cái chiếc Honda ADV 150 nhập từ Indo về đã giảm là hơn 7 triệu đồng chiếc. Một cửa hàng xe máy nhập khẩu đang niêm yết mức giá cho phiên bản ứng dụng là phanh ABS là 82 triệu đồng, còn cái phanh CBS là khoảng 80 triệu đồng. Honda ADV 150 sở hữu rất nhiều đặc điểm phù hợp cho việc đi lại hàng ngày và chạy những cung đường xấu như cái tư thế ngồi là cao ráo. Điều tiêu chuẩn là cái lớp dài, phản sáng gầm rất tốt 185mm. Đồng thời cái mẫu xe này còn được rất nhiều anh em chia sẻ ưa chuộng nhờ vào cái lượng phụ kiện nâng cấp rất phong phú, khả năng cá nhân hóa là khá đa dạng. Nếu so với cái chiếc Yamaha XSR 155 hay là Suzuki Intruder 110 thì Honda ADV 110 nổi bật hơn trong danh sách hôm nay, như bao gồm hệ thống đèn full LED, chìa khóa thông minh, chức năng ED Stop, phụ sau là cái lò xo chủ đôi có bình dòng, cái cốp xe thì dung tích là 28 lít, cái kính chắn gió được điều chỉnh là 2 mức. Cái điểm hạn chế của chiếc Honda ADV 150 có lẽ là kích thước hơi to, cân nặng 130kg, cái chiều cao yên lên tới là 795mm. Điều này đòi hỏi người lái phải có một thể trạng rất tốt để điều khiển cũng như xây chở chiếc xe Targa này trong những cái điều kiện khó khăn như ở thành phố. Honda ADV 110 ứng dụng cho mình có động cơ XB tương tự như Honda là B-Shift 110. Động cơ này cho ra công suất 14,3 mã lực cùng mô men xoắn cực đại 13,8 Nm. Ứng dụng cho mình hộp số bù cấp CVT. Yamaha XSR 155 2020 là một trong những cái dòng xe nhỏ nhất trong gia đình sản phẩm XSR của nhà Yamaha. Cái mẫu Cafe Racer 150 phân khối này hiện đang được các đơn vị tư nhân chào mức giá rất là ổn, tầm từ 82-83 triệu đồng. Với kiểu dáng bên ngoài thì hoài cổ bụ bặm, cái chiếc xe này phù hợp cho những ai ưa thích một cái mẫu xe xế vượt đẹp và cá tính. Sổ chứng minh bên xanh dung tích lớn 10 lít, tư thế ngồi cũng rất dễ chịu. Người dùng của cái mẫu xe này có thể đi chơi xa rất thuận tiện. Cầm xe với chiều cao 170mm. Bên dưới phần động cơ có sẵn một cái tấm che bảo vệ giúp người lái tự tin hơn di chuyển ở những cung đường xấu. Cái chiếc Yamaha XSR 155 có trong danh sách những trang bị rất tốt hiện nay như cái đèn chiếu sáng dạng LED, đèn hậu cũng đèn LED, đồng hồ tốc độ LCD đơn sắc, khoanh đĩa hai kinh phía sau, phuộc trước dạng hành trình ngược, phuộc sau lò xo chủ đơn. Cái điểm trừ lớn nhất của cái chiếc này là ở dụng cái đèn xi nhan halogen, chưa có chức năng là chống bó cứng phanh ABS như là Honda ADV 110 hay Suzuki Intruder 110. Mà ra xe cổ điển của nhà Yamaha có vị trí ngồi ở phía sau là không thoải mái, khi yên xe thấp khiến người ngồi bị co nhiều hơn và diện tích cũng khá hẹp. Yamaha XSR 155 ứng dụng cho mình động cơ xăng đơn dung tích 155cc có cái công nghệ lập quan biến thiên VA phun xăng tử, cái công suất đa là hơn 19 lực, mô men xoắn cực đại 14,7 Nm, hộp số là con tài 6 cấp, có tích hợp bộ liên hợp chống trượt Levelus. Suzuki Intruder 150 2020.
Suzuki Intruder là cái tên mới nhất trong danh sách lựa chọn cho nhu cầu cần di chuyển bằng xe máy 150cc khi so với hai cái dòng đồng hương kể trên. Cái mẫu xe này có mức giá bán đắt hơn, dừng ở con số là 90 triệu đồng. Đó lại cái chiếc xe Cruiser cũng được Suzuki Việt Nam phân phối chính hãng nên có chính sách bảo hành là tốt hơn Honda NV 110 và Yamaha XSR 155. Bên cạnh mức giá bán cao, kiểu dáng Sport Cruiser cũng khá là lẫm, cũng là một cái điểm cho Intruder khó tiếp cận với đông đảo khách hàng đặc biệt. Xe được hãng Suzuki thiết kế kết hợp giữa tính cổ điển, phong cách trẻ trung. Xe có một cốt dáng đồ sộ to lớn như các dòng mô tô. Cái chiếc xe này được trang bị cho mình đèn chiếu sáng, đèn xi nhan, dùng cái bóng kia tóc truyền thống. Điểm cộng lớn nhất của cái chiếc Intruder 110 chính là tư thế lái thẳng lưng, rất thoải mái, đặc trưng cái dòng Cruiser với phần bi đông cao, rộng, kết hợp cùng với chỗ để chân bố trí xa về phía trước. Bên cạnh đó với chiều cao yên là 740m, giúp chiếc xe của nhà Suzuki phù hợp hơn thể trạng của Việt Nam. Yên sau cũng được trang bị một cái tựa lưng nhỏ để hỗ trợ cho những người đi cùng ít bị mệt mỏi khi chúng ta di chuyển qua đường xa. Với những tính năng đáng chú ý của chiếc Suzuki Intruder 110 gồm màn hình LCD hiển thị các thông số điều hành, phanh ABS ở bên trước, đèn định vị đèn LED, đèn hậu LED, ống xả đầu v.v. Ngoài ra chiếc xe du nhập vào Việt Nam thì vẫn có cái công tắc tắt bật đèn chiếu sáng, trang bị phù hợp với điều kiện sử dụng xe máy ở đất Việt Nam. Suzuki Intruder 110 2020 trang bị cho mình động cơ là 4 thì Sander, la mát bằng không khí, dung tích 154,9cc. Khối động cơ này cho ra công suất là 13,9 lực, mô men xoắn cực đại là 14 Nm, kết hợp cùng hộp số vân tay 5 cấp. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, đừng quên tiếp nhấn like và subscribe.